máy tính siêu nhỏ cho em trai. Được ngày rảnh rỗi, mình vừa xem em mình chơi game thì nó bảo là cái laptop với điện thoại màn hình bé quá, chơi không đã. Anh có cái màn hình nào to to mua cho nó. Màn hình to thì anh chưa đủ tiền mua, nhưng máy chiếu phóng to thì đây nhá. Đây là chiếc máy chiếu Bicube siêu nhỏ, nó chỉ nhỏ ngang bàn tay của mình, thích hợp cho những ai muốn biến căn phòng ngủ của mình trở thành rạp chiếu phim thật chill, giúp giáo viên có thể trình chiếu để dạy học hoặc để chơi game như em mình thì quá là ok. Nó có đầy đủ cổng kết nối, còn có tích hợp cả loa nghe nhạc và xem phim vô cùng tiện lợi. Bạn có thể kết nối với wifi để xem qua các ứng dụng tải sẵn của Bicube, hoặc kết nối với máy tính để xem phim, chơi game. Đặc biệt có thể kết nối không dây với điện thoại để hiển thị màn hình điện thoại to hơn, xem TikTok thì cực đã, tiện dụng hơn hẳn một chiếc TV mà giá lại quá bèo. Không những thế còn hiển thị Full HD cực kỳ sắc nét. Thực sự đây là một sản phẩm vô cùng tiện dụng. Theo các bạn, màn hình lớn, loa to như thế này đã đủ phục vụ cho em mình chơi game chưa? Không biết có ai bị ra mồ hôi tay chân giống mẹ mình không? Nhiều khi làm việc mẹ mình rất là bất tiện, nhưng rõ kỳ lạ, hai mẹ con với nhau nhưng tay của mình thì luôn khô, còn mẹ mình thì luôn bị ra mồ hôi tay. Mà không biết có sản phẩm nào giúp cải thiện giảm ra mồ hôi tay chân không? Lướt TikTok thấy mọi người review cái sản phẩm này hay nên mình cũng mua về dùng thử. Đây là máy hỗ trợ làm giảm ra mồ hôi tay chân Lip Lock. Đầu tiên mình sẽ làm ướt hai tấm mút, sau đó chọn chế độ tay hoặc chân hoặc là các vị trí khác trên cơ thể. Bên này là hai phím bấm tăng giảm điện và phím đảo chiều dòng điện, kết hợp với một màn hiển thị nhỏ để các bạn chúng ta có thể nhìn. Vì mới dùng nên mình sẽ chọn cho mẹ mình chế độ nhẹ nhất, sau đó sẽ để tay vào hai phần khay. Điện Xeon sẽ di chuyển qua bàn tay của mẹ và sẽ giúp tay của mẹ hạn chế ra mồ hôi. Liên tục sử dụng thường xuyên theo hướng dẫn sẽ có kết quả tốt hơn. Tay của mẹ mình cũng khô và đẹp hơn rồi. Với cái máy này thì tay và chân đều có thể sử dụng tốt và việc vệ sinh cũng rất là dễ dàng. Ok nhá. Có bạn nào đã sử dụng sản phẩm này thì cho mình xin ý kiến nhá. Sao mẹ lại đánh răng như thế? Chuyện là hôm trước mình có mua bột than hoạt tính về cho bố đánh răng vì răng của bố mình rất vàng do bố hay uống chè và cà phê. Thấy hai bố con dùng, mẹ cũng muốn thử nhưng chưa biết cách nên chỉ dùng bột than mà không dùng kem đánh răng nên nó ra như thế này đây. Đây là bột than hoạt tính Umihome, sản phẩm hữu cơ, an toàn bởi vì không hóa chất. Nhìn đây này, cực an toàn luôn đấy. Sản phẩm dành cho những ai muốn có hàm răng trắng tự nhiên. Cách dùng thì rất đơn giản, kết hợp kem đánh răng với than hoạt tính đánh răng như bình thường. Than hoạt tính sẽ giúp hấp thụ màng bám, làm trắng răng tự nhiên, không đau không ê buốt như các sản phẩm khác nên cần thời gian răng mới trắng được. Mỗi tuần nên đánh răng 3-4 lần với than hoạt tính, sau một thời gian răng sẽ trắng lên trông thấy. Ok lắm nhờ. Ai răng vàng xỉn màu, thiếu tự tin khi giao tiếp thì còn chần chờ gì nữa, dùng luôn thôi. Sao bố lại ngồi ngoài đây? Khổ thân chưa kìa. Chuyện là bố mình đã bị mẹ đuổi ra khỏi nhà và phải ngồi đây chỉ vì người có mùi các bạn ạ. Nhưng mà không sao, con đã có sản phẩm này. Đây là dung dịch làm sạch cậu ấy dành cho nam giới giống như mình, bố mình, em trai mình và những người chưa có người yêu như ai đó đang xem video này. Còn những người có người yêu, có vợ rồi thì càng cần, vì sẽ làm cho cuộc yêu và gia đình hạnh phúc hơn. Đây nhá, bố dùng thử xem. Cách dùng thì rất đơn giản như là rửa tay. Đầu tiên là rửa qua bằng nước, sau đó cho ít dung dịch vừa đủ, massage nhẹ nhàng, cuối cùng là rửa lại thật sạch. Nó có mùi hương rất thơm, không làm khô da mà đặc biệt người nhiều có cảm giác cực kỳ cuốn. Đấy, sạch sẽ rồi nhá. Bố thử vào xem mẹ có đuổi nữa không. Ôi giời, lại còn thơm nhau nữa kìa. Vui vẻ thế kia là chắc chắn ok rồi đấy. Rất nên dùng nhá. Hiện nay nó đang rất hot trên thị trường và có rất nhiều người sử dụng cái sản phẩm này. Tin được không nhở? Nếu mà nhiều người tin dùng như thế thì tội gì không thử. Giới thiệu với các bạn, đây là chị gái của mình. Mỗi năm chị mình về quê được có 2 lần. Khuyên các bạn là không nên lấy chồng xa nhé, hơi bị khổ đấy. À không biết có chị em nào giống nhà mình không? Hồi nhỏ thì hai chị em đánh nhau ghê lắm, nhưng lớn lên thì lại yêu quý nhau cực. Có gì cũng muốn cho em cho chị thôi. Tiện về quê nên mình cũng muốn tặng chị cái kem dưỡng trắng Snow White này, do là chị mình hơi đen. Đây, tặng chị cái này nhá. Hóa ra là chị mình cũng đang dùng cái sản phẩm này các bạn ạ. Thảo nào đợt này nhìn có trắng hơn một chút, nhưng mà chai này của chị cũng sắp hết rồi còn gì. Vậy thì dùng thêm chai này đi mới hiệu quả. Cách dùng thì cũng khá là đơn giản. Đầu tiên lấy một lượng kem vừa đủ, thoa lên da, massage và vỗ đều để kem được thẩm thấu. Kem có thành phần là niacinamide và vitamin B3 giúp làm ẩm da và sáng hơn. Mùi của nó thì thơm nhẹ, dễ tán trên da, duy trì khoảng một thời gian da sẽ lên tông trông thấy đấy. Các bạn xem này, hè này da rất dễ bị sạm đen thì Snow White rất quan trọng rồi, mà giá lại cực bèo nữa, đáng để thử nhá. Mình đã biến căn phòng của em mình trở thành như thế này chỉ với cái này. Đây là máy chiếu siêu rẻ X5 Pro, công nhận là nhỏ thật các bạn ạ, chỉ to hơn tay mình một chút thôi. Máy được trang bị rất nhiều ổ kết nối, từ ổ VGA cổ cho đến HDMI hiện đại, cùng dây kết nối thích hợp đi kèm. Đặc biệt còn có cả dây HDMI 3 đầu, phù hợp với tất cả các dòng điện thoại. Kết nối với máy tính thì rất dễ dàng, không bị lây. Chế độ hiển thị HD cho hình ảnh chân thực, sắc nét. Bạn có thể sử dụng để xem TikTok, đọc báo, xem phim với màn hình hiển thị to hơn. Bạn chỉ cần cắm dây vào điện thoại là xong, rất dễ dàng đúng không? Xem phim cùng người yêu, cùng bạn bè thì cực kỳ chill luôn. Nó có thể thay thế một chiếc TV mà lại rẻ hơn rất nhiều, hoặc có thể để con một góc ngủ cực kỳ thơ mộng như thế này để có một giấc ngủ ngon hơn. Thực sự là máy này rất tiện dụng luôn đấy, các bạn tham khảo nhé. Đứa em trai vô dụng. Phần 2. Sau khi đặt tặng mẹ chiếc ghế massage, cứ tưởng là chiếc laptop sẽ biến mất chứ, nhưng không, nó vẫn xuất hiện ở bàn chơi game của em mình. Nhưng mình nhìn nó chơi game bằng cái bàn phím cũ, nó mà thương thật đấy, nên mình quyết định sắm cho em nó một chiếc bàn phím mới. Và có lẽ đây là chiếc bàn phím xịn sò mà giá rẻ nhất mình từng mua cho nó. Đây là chiếc bàn phím cơ gaming K1, đẳng cấp bậc nhất trong tầm giá, vỏ cực kỳ chắc chắn với mặt kim loại, phím được phủ một lớp sơn chống xước.
bàn phím được tích hợp 20 chế độ LED, đặc biệt với 9 chế độ LED dành riêng cho game thủ. Chỉ sáng những phím bấm tương ứng với tựa game riêng biệt, Free Fire này, PUBG này, Liên Quân này, Đế Chế này, âm cơ Red Speed. Cho trải nghiệm âm thanh phím cực êm, gõ văn bản rất mượt và đầm tay. Trải nghiệm chơi game thì cực kỳ tuyệt vời, rất phù hợp với dân văn phòng, đặc biệt là game thủ stream như em mình. Đấy, chơi game tốt nha, còn cái phím kia thì đưa anh. Mày làm sao này? Một tí mà nóng quá. Thời tiết mùa này đáng sợ thật các bạn ạ. Chiếu điều hòa có, quạt có mà mẹ mình vẫn không thể ngủ nổi vì nóng. Mới chớm hè thôi mà đã nắng gắt như thế này đây. Do kinh tế chưa đủ để sắm một chiếc điều hòa nên hai bố con sẽ sắm cho mẹ một chiếc quạt làm mát không khí cực hot này của Matika. Với công nghệ IPIR, nó có thể lọc bụi, kháng khuẩn tốt, loại bỏ các chất gây dị ứng nên rất tốt cho người lớn tuổi. Chiếc máy này khá nhỏ, vỏ bằng chất liệu plastic cao cấp nên khá cứng cáp, và đặc biệt nó có thêm hệ thống bánh xe rất tiện cho việc di chuyển. Cách dùng thì khá đơn giản. Đầu tiên bạn sẽ đổ một lượng nước vừa đủ vào đây. Hệ thống phía sau sẽ được làm ẩm nên gió thổi ra sẽ không mang theo hơi nóng mà là gió mát tự nhiên đấy. Còn nếu muốn mát hơn thì thêm đá vào đây, bạn sẽ cảm nhận nó không khác gì một chiếc điều hòa. Các phím quạt và điều chỉnh hướng gió quá dễ dàng để sử dụng. Mình sẽ mang vào cho mẹ ngủ thôi. Đây, tặng mẹ nhé. Gió mát và mạnh thật các bạn ạ. Kết hợp với chiếc chiếu điều hòa, đảm bảo mẹ mình sẽ có giấc ngủ cực kỳ ngon. Sản phẩm cực kỳ tiện dụng cho các gia đình khi hè sắp đến nhé. Tổng kết sản phẩm 49 sao nhá. Chiếc ổ điện đáng sợ. Đang ăn cơm thì ổ điện nhà mình bị chập cháy các bạn ạ. Cũng may là bố mình dập lửa nhanh. Thực sự là mấy cái ổ điện cũ như thế này thì quá đáng sợ, khả năng chịu tải kém nên rất dễ xảy ra chập cháy. Nhà bạn nào cũng hay xảy ra như vậy thì đây là giải pháp nhé. Đây là ổ điện đa năng hàng Việt Nam chất lượng cao của Hotchenda, với 7 ổ cắm điện tích hợp cả những phích cắm 3 chân cùng 2 ổ sạc USB có hỗ trợ sạc nhanh, đem đến sự tiện dụng và đa năng cho người dùng. Vỏ được làm từ nhựa ABS, chịu va đập tốt. Lỗ cắm điện có nắp chống giật nên khá an toàn cho người dùng, đặc biệt là gia đình nào có trẻ em, có thể cắm cùng lúc rất nhiều thiết bị điện, hai chân này, ba chân này, cả sạc pin USB, tất cả đều rất chắc chắn. Điểm mạnh của Hotchenda là dây ổ điện dài tới tận 3 mét, dây to và lõi thì bằng đồng nguyên chất 100% nên rất tiện lợi để đi dây đến những vị trí xa hơn. Mình sẽ dùng ổ điện của Hotchenda thay vào ổ này xem thế nào. Phần công tắc bật mở đảm bảo tuyệt đối an toàn khi cắm điện. Mình sử dụng một nồi lẩu và rất nhiều thiết bị quạt điện thì quá dễ dàng với em nó. Thực sự sản phẩm rất cần cho các gia đình. Ok các bạn nhé. Bụng bụng cay cấn, non lắm. Về quê làm TikTok cũng thích các bạn ạ. Chiều chiều hai bố con mình lại ra bãi chạy. Hôm nay thì có chút thi thố, ai thua sẽ phải cõng người kia về. Và đương nhiên người thua vẫn là bố mình. Cõng mình từ ngoài ruộng về tới nhà là mệt như người rồi đấy. Nhưng mà chuyện sẽ không có gì cho tới sáng ngày hôm sau. Người bố mình đau ê ẩm rồi các bạn ạ. Rồi khớp chân thì đau nhức cực kỳ. Ai mà hay vận động mạnh hoặc chơi thể thao chắc chắn cũng hay bị đúng không? Và mỗi lúc đau nhức như vậy thì rất cần đến sản phẩm này. Mình cũng dùng được một thời gian và thấy cực kỳ là hiệu quả. Đây là dung dịch Super Up, dành cho người vận động nhiều, chơi thể thao, đau mỏi các khớp kể cả côn trùng cắn cũng xài tốt. Cách sử dụng thì rất đơn giản, bạn xịt một lượng vừa đủ ngay tại vị trí đau nhức, sau đó massage nhẹ nhàng, dung dịch sẽ thẩm thấu và làm ấm vị trí đau nhức, giảm đau cực kỳ hiệu quả trong 5 phút. Nó có mùi thảo dược rất thơm và dễ chịu, đặc biệt ai hay bị côn trùng cắn nên xịt lên da, đảm bảo sẽ không bị cắn mẩn đỏ. Hoặc là những người đau mỏi vai gáy do ngồi làm việc văn phòng lâu, những người đau đầu, xịt và xoa đều hai bên thái dương sẽ giảm đau nhanh chóng. Những ai hay chơi thể thao thì rất nên dùng nhé. Sao mày lại đánh răng như thế? Chuyện hôm trước mọi người thấy mẹ mình vẫn đánh răng bằng bàn chải cũ, rồi tại sao không mua cho mẹ cái bàn chải điện dùng cho nó tốt? Thực ra là mình muốn chờ cái bàn chải điện Smartsonic Air ra mắt mình mới sắm cho mẹ, vì răng của mẹ mình rất yếu nên dùng loại này mới tốt được. Đây là bàn chải điện xịn sò nhất trên thị trường, có hiển thị màn LED. Trong hộp gồm có một bàn chải, một đế sạc không dây và 3 đầu chải. Màn hình hiển thị lượng pin sắc nét, thời gian sử dụng cho mỗi lần đánh răng là 120 giây, có thể cài đặt thay đổi để phù hợp hơn với mọi người. Với 5 chế độ rung chuyên biệt, sóng âm 41.000 lần, sạch gấp 10 lần so với bàn chải thường, và đặc biệt nó còn có chế độ dành riêng cho người niềng răng và người lớn tuổi răng yếu nhạy cảm. Với mẹ thì cứ chế độ nhẹ nhàng mà dùng, kết hợp kem đánh răng với than hoạt tính cho khỏe và chắc răng. Điểm mạnh của em nó là chạy rất êm, không gây tiếng ồn như các con khác. Nhưng điểm trừ là pin rất yếu, dung lượng pin chỉ ngang một chiếc iPhone 6 cũ 1800 mAh, tức là dùng 5 tháng đã phải sạc pin rồi. Không được, trừ một điểm. Mẹ mình dùng sản phẩm cảm thấy rất ưng và dễ chịu. Ở với sản phẩm tiện lợi, hiện đại, dễ sử dụng, 9 điểm nha. Chiếc vòi đa năng. Nếu như gia đình bạn còn phải tưới rau bằng chiếc ô doa như mẹ mình thế kia thì thử sản phẩm này nhé. Đây là chiếc vòi đa năng kèm 3 đầu vòi riêng biệt, ống dây bằng cao su dẻo có khả năng đàn hồi tốt, khớp nối thì linh hoạt để tháo lắp đầu vòi, đầu còn lại sẽ lắp vào van nước. Bố mình sẽ sử dụng thêm băng tan để vòi được chặt hơn. Mỗi đầu vòi sẽ có các chế độ phun nước khác nhau. Vòi xịt có khả năng tự động tăng áp để tưới rau ở vị trí xa, chế độ hoa sen thì tưới ở vị trí gần. Nhà bạn nào có nhiều hoa và cây cảnh thì cũng dễ dàng sử dụng. Còn nhà ai mà nuôi chim nhiều như bố mình thì chế độ phun sương là phù hợp để tắm cho chim hay là rửa chuồng. Xe của mình bẩn cũng sẽ được rửa sạch bởi vòi tăng áp chuyên dụng này. Họ có thể điều chỉnh mức độ linh hoạt theo nhu cầu, và đương nhiên giặt một chiếc chiếu nhựa cho mẹ mình cũng trở nên dễ dàng hơn. Sản phẩm này rất cần thiết cho các gia đình. Mình xịt đuổi muỗi.
đây, nhìn thế này thì chả ghê đúng không? Toàn là nốt muỗi đốt mẩn đỏ cả tay chân mình lên đây này. Về quê thì sợ nhất là muỗi đốt, mà muỗi nhà mình thì có bé đâu. Con nào con đấy to như hạt đỗ đây. Phòng của mình và thằng em trai ngày nào cũng được mẹ dọn và xịt thuốc mà nó vẫn đốt được. Nếu gia đình bạn có gặp tình trạng giống mình thì có lẽ phải dùng đến sản phẩm này. Đây là bình xịt tinh dầu đuổi muỗi, mình mới được bạn thân mua cho, có hai lọ. Đây là mùi hương chanh xả, còn đây là mùi xả lavender. Cách sử dụng thì rất đơn giản. Đầu tiên xịt lên vị trí da mẩn đỏ hoặc phủ lên toàn cơ thể, sau đó xoa đều, được làm hoàn toàn là tự nhiên nên rất thân thiện với da, kể cả là da của cháu mình. Đều là mùi hương mà muỗi và côn trùng rất sợ, nên khi bôi lên da hoặc chỗ ngủ, muỗi và côn trùng sẽ sợ và tránh xa cơ thể của bạn. Mình đã sử dụng và cảm thấy hiệu quả, tay chân mình cũng ít bị muỗi đốt hơn. Ai mà dùng rồi mà hiệu quả thì comment cho mình biết nhá.